Và như thường lệ mở đầu cho các bản tin cà phê ngày mới trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn, cho theo thông tin cập nhật mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam, số liệu tính đến thời điểm ngày 17 tháng 3, tức là ngày hôm qua lúc 22 giờ, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 61 ca. Số ca nghi nhiễm là 102, số ca được xét nghiệm cho kết quả âm tính là 7.462 ca. Còn trên phạm vi toàn thế giới có tổng cộng 173.162 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó Trung Quốc chiếm 80.860 ca. Số người tử vong vì dịch bệnh này trên toàn thế giới là 6.665, trong đó Trung Quốc chiếm 3.213. Số ca bình phục là 75.910, trong đó Trung Quốc chiếm 67.490.